mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và đẹp thì hãy để lại cho mình một like nha các bạn.
Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
Bây giờ mình đã đi tô màu xong nhé các bạn.